cái côn hình khúc mà chúng ta dùng áo để đánh cũng như là cái đai võ như mình đang cầm trên tay đây, thì các bạn nên sử dụng cái phần dườm già nhất như thế này để phóng đi, để đánh ra, để khắc chế côn hình khúc, vì côn hình khúc càng dườm già côn hình khúc càng sợ. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng như thế này, quấn chắc một bên. Và tiếp theo, khi mà chúng ta bị côn hình khúc tấn công, đấy, rồi khi côn hình khúc tấn công lên đấy, thì chúng ta quấn vào như này, và khi đó chúng ta giật là côn sẽ bị bay đi mất. Như này thì gần như là côn buộc vào hẳn cái thân côn lại nhé. Lại cho các bạn xem này, quan trọng nhất là cái sự di chuyển của chúng ta, chúng ta tránh được cái đường côn, sau đó chúng ta tước côn của đối thủ. Đấy, các bạn thấy không, nó sẽ bị như thế này. Rồi em thả ra đây, côn sẽ bị quấn vào như thế này, và khi đó chúng ta giật đi là đối thủ sẽ mất côn.